7 năm đại thắng là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lá cờ đỏ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử mang đến cho triệu triệu người con Việt Nam nói chung và người dân xã Quang Hưng nói riêng bao liềm cảm xúc dâng trào, giang sơn thu về một mối. Toàn thể người dân câu lạc bộ Quang Hưng chúng tôi rất thân thiện cởi mở, cùng nhau đồng lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, môi trường sáng xanh sạch đẹp. Để thực hiện tốt điểm đó, người dân Quang Hưng chúng tôi luôn hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới dẫn đến thành công. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, làm giàu cho quê hương, làm rạng rỡ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng sống lại không khí hào hùng của dân tộc qua bài Đất nước trọn niềm vui. Rất là không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam qua ca khúc Đất nước trọn niềm vui.